Em biết là bao nhiêu ngày hôm nay anh đi tìm em, anh không thấy em ở đâu không? Thì mấy ngày hôm nay chị đi đâu? Ủa chị đi về đi chị ạ. Đừng có làm mày liên quan đến tao đâu. Đi đi. Sợ quá. Thế bây giờ anh bảo bây giờ có khi là em trốn lên mái nhà đi. Thì chúng nó sang chúng nó tìm thì chúng nó không thấy. Thì thế đâu mà sợ chúng nó, bây giờ chúng nó chắc là đi tìm mua chúa sang đây đâu. Đuôi. 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 Mày phải hay tao à? Mày sang đây làm gì đấy? Mày phải hay tao rồi à? Thế em sao? À, bây giờ mày nói sao? Mày sợ sao? Mày thư đi, anh gọi đây. Mày thư đi, anh gọi đây. Mày thư đi, anh gọi đây. Hôm nay anh đi tìm em, anh không thấy em ở đâu không? Thì mấy ngày hôm nay chị đi đâu? Em đi đâu đấy? Bây giờ chị đi về đi, chị đi lang thang như thế à? Tao đi đâu ấy, em của tao. Em đi đâu suốt mấy ngày hôm nay, em biết ở nhà bố lo thế nào không? Bố lo chứ có bố lo. Bây giờ tao về để mà bố tao bắt tao. Anh xin em đấy, em đi về đi. Đâu vậy? Đi về đi. Chị có biết là bố đi tìm chị mấy ngày hôm nay không? Chúng mày có bán với người ta, hết ẩm lên, tao bắt cầm người ta. Anh xin em đi đâu mấy ngày hôm nay, bây giờ để bố với anh cả Dũng đi tìm rồi. Bây đi về nhà đi em. Này, anh xin em đấy. Về đi. Tao bảo nhá, mày biết vì mày ấy mà tao phải khổ như thế này không hả? Tao phải trốn lủi như chó không? Thôi chị đi về mày đi chị. Mày đừng có làm mày liên quan đến tao đâu. Thôi bố chưa hả? Bỏ tay. Anh Kiên ơi. Thằng vừa vừa chết rồi, Kiên to rồi. Sao anh sao đấy? Chuyện gì đấy? Nó nhìn thấy em mày chợ. Làm sao bây giờ anh? Anh đã bảo em rồi, em đi đâu em phải cẩn thận rồi chứ, này để nó nhìn thấy rồi. Về nhà nó. Nhìn thấy lúc nào? Vừa xong. Thôi em cứ bình tĩnh, bây giờ em cứ bình tĩnh, bây giờ nó không biết em ở bên này đâu. Nhưng mà nó nhìn thấy em chưa? Nó nhìn thấy em rồi, em vừa cãi nhau với nó xong, nó còn lôi em về. Thôi em nghĩ bọn nó sẽ chắc chắn bọn nó sẽ ra đây tìm với anh ạ. Bây giờ phải làm được nào ấy đi, giấu tôi đi cũng có nhá, còn nó sang đây thật đấy. Đúng rồi. Chứ vào nhà trốn đi sao nào? Từ từ xem nhà trốn. Em vừa ngủ nhá. Không vừa. Vào đây tí nó gọi nhà nó. Chùa em ơi, bạn dấu xe đi. Ôi để xe đây thôi, giấu đây là được rồi. Giấu xe đây thôi. Lát nữa nó sang thì cứ bình thường thôi, không để anh nói chuyện với chúng nó, không chúng mày nói chuyện, chúng mày để lộ ra chết đấy. Ủa, em không chúng nói nó mà biết là chị Thừa bên này là hỏng hết việc đấy. Hỏng hết việc đấy, mày hay nói đinh đấy, mày cái gì mới hay nói. Lát nữa đừng có nói gì nhiều. Không được nói đâu, có sang đây để anh kia nói chuyện thôi. Để tao nói chuyện, không phải lát nữa nó biết chị Thừa bên này hỏng hết việc của anh đấy. Giấu chưa? Chỗ rồi. Thôi gần nhà đi. Vâng. Thứ ba mới làm đi vào bình thường đấy. Còn nó sang thì để anh chịu nó. Ui, anh ơi, nghe được xin hàng như bộ nó sang sao này? Bộ xe này. Ôi, bộ nó sang rồi. Bộ sang anh ơi. Đúng rồi. Mày tìm bạn đấy. Sao? Thư đâu có đi qua đây không? Tao biết Tao vừa cặn Dũng đi ở kia thấy Thư đi qua đây. Không biết là mày có thấy đi qua đây không?
Tao đéo biết, hiểu chưa? Bây giờ tao đang đi tìm Thư. Tao không biết Thư đang ở đâu đây này, hiểu chưa? Tao không biết thì tao thấy Thư đi qua đây, tao mới hỏi mày này xem mày có thấy không? Tao... Nhưng mà tao thấy biết. Thư đi vào đường này nhá. Chúng mày... Tao nói cho mày biết này. Tao ấy với cả Thư ấy sắp tới là vợ chồng, còn mày ấy đừng có mà che giấu. Nếu mà mày che giấu mà bố Thư mà biết được cái mày ấy, gia đình mày rách việc đấy. Che giấu cái đéo gì? Che giấu cái gì? Đây là tao nhắc cho mày biết. Tốt lên đừng có che giấu gì cả. Còn nếu mà Thư qua đây nhá, thì tốt nhiên là mày lôi ra đây để tao đưa Thư về, để cho bố Thư nhá. Này, Thư đi ấy là cũng do mặt mày đấy, hiểu chưa? Mặt mày ấy dẫn bố mẹ mày sang để mày xin cưới, đây là Thư mới ở mức. Thư mới cãi nhau với bố mà Thư mới đi như thế nhá. Do tao. Nếu mà mày ấy, nếu mà mày không sang nhà Thư mày xin cưới thì Thư thế đâu. Vì mày nên gia đình nhà Thư mới đổ vỡ như thế nhá. Cái đổ cho tao, cái gì mày đổ cho tao? Thế cái lúc tao với Thư hạnh phúc, tao với Thư cưới nhau, chuẩn bị cưới nhau đến nơi. Nếu mà không do mày thì tao với Thư cưới nhau lâu rồi nhá, hiểu không? Cái gì? Mày ép bắt ép Thư thôi. Yêu còn mày ấy, một cái dấu Thư đây ấy. Dạ, anh Dũng xem nhà nó có không? Anh làm gì hả? Anh Dũng xem nhà nó có không? Anh Dũng xem nhà nó có không? Này! Đồ ở đây đâu, làm gì ấy? Anh Dũng ở đâu mà làm gì ấy? Dũng! Dũng mà tìm đi nào! Dũng hết cả nó anh Dũng xem mày! Còn cái sao đây làm gì? Nhà Thư rồi, không có đây đâu! Nhà anh tao mày làm gì hả? Nhà của bố mày thì bố mày đéo thích, hiểu chưa? Còn mày đi ồn đấy, Thư ở đâu thì mày tốt nhất mày gọi đây. Thư đi qua đây, Thư đi qua đây, hiểu chưa? Không qua đây thì mày để tao tìm đi. Việc đéo thì tao phải cho mày tìm. Đây là nhà. Mày không sợ thì việc gì phải che giấu gì? Này, Thư đi đâu đấy, tao đang tìm, hiểu chưa? Còn hai đứa chúng mày ấy, cút. Mày điếc à? Tao điếc gì mày điếc. Hôm nay nhá, tao tìm Thư xem có Thư đây không. Còn không có thì mày không được gì phải sợ. Này, mày tìm đi, mày tìm đi xem có Thư đây không. Mày tìm đi xem có Thư. Mày tụt cất xem giường tiếp nào. Này, mày tìm Thư nào nào nào. Mày tìm cho nó. Không có tao đâu, hiểu chưa? Không có thì để tao tìm, đừng có nói nhiều. Mày sang đây để phá nhà hả Thành Dương? Mày làm chó gì đấy? Đi ra ngoài. Làm cái gì đấy? Làm gì đấy? Hả? Mày thái độ gì đấy? Mày thái độ gì đấy với tao? Dạ. Không có từ đây, đúng chưa? Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Đi ra ngoài. Biến ra. Mày ra ngoài. Tao tìm Dương đây. Mày biến ngồi nhà này đây. Mày phá tao hả? Mày tìm sao? Nhà của tao nhá. Nhà của tao mà vào phá đấy à? Tao tao tìm Thư sao? Mày hiểu chưa? Mày tìm làm sao? Tìm làm sao? À, bây giờ mày không sợ thì mày tao bảo. Thế thì thế nào được? Này. Ai vậy? Mày đi à? Mày đi à hả? Mày đánh tao như thế à? Ai mà mày đến đây phá nhà bọn tao làm gì? Mày ơi, bố cho mày cảnh cáo rồi nhá. Bố mới cho mày trường, hiểu chưa? Khốn hồn, mày thấy anh tao hiền làm gì? Tao làm gì? Mày sao đây mày phá nhà tao thế à? Mày sao đây phá nhà tao thế à? Mày tìm cái gì mà sang đây phá nhà kia thế à? Mày đi đây. Chúng mày á? Mày cũng chó, mày nhớ đấy. Khốn đấy. Hồn đấy. Mày chết đấn quá không? Tao chỉ được Thư thôi mà ra đây mày rách việc tao. Bọn mày biến khỏi nhà này mày hiểu không? Mày để tao thấy Thư ở đây nhá. Cố nặng này nữa. Yên. Cút. Mày đừng mà giờ sang đây nữa. Em bảo rồi biết ngay mà thằng nào của nó sẽ sang đây vừa tìm. May sao mà giấu kịp chị Thư ấy. Nhìn thấy Thư thì chắc chắn là nó sẽ biết. Nó nghi ngờ là nó Thư ới mình rồi. Hay bây giờ cho chị Thư xuống đi. Về rồi, nó về rồi. Để cho xem nó. Để cho xem nó. Để xem cái nào đó. Nó về rồi anh ạ, nó về rồi. Nó về rồi. Nó về rồi, nó ra trong chân chị đó. Trong chân nhá. Vâng. Từ từ từ. Xuống từ từ thôi. Chị Quỳnh Tinh xuống, có bộ nó về rồi. Nó vừa về rồi, không sợ đâu. Từ từ nhá. Nó sang đây nó lục lọi, nó phá hết nhà chồng ra này. Phá hết nhà anh ạ. Đi đâu mà sao đi cẩn thận, anh đã dặn em là đi mua đồ ăn thì để không có đi. Đúng rồi. Bảo mọi người đi thôi, bạn cứ ra ngoài làm gì. Mà em cứ nghĩ
là nó có bao giờ nó sang chỗ nhà anh đâu, bởi vì em không nghĩ là nó sang nhà anh. Kiểu như bọn nó đi tìm ấy chị. Thế là em đi ngoài kia ra nhìn thấy làm sao nó tìm hay không tìm, nó có thấy bạn đồ đi tìm mà. Thế sao em không đi linh tinh nữa? Sao chị không được đi đâu nữa, đi đâu? Nó biết em ở bên này làm nào? Đúng, bây giờ em vừa mới ra được một tí xong. Bây giờ nếu mà nó biết chị ở bên này và bố chị sang đây thì mới rách việc ấy. Thế đang định bảo chị ra cho, chị mua cho anh Kiên ít đồ. Thôi lần sau đi đâu, chị mua đồ gì chị bảo em mà không đi ra đồ. Từ sau đi đâu lại bảo mọi người một câu. Bây giờ thì vào nhà kia không được, hãy đi qua anh nhìn thấy đã. Hôm qua tận nhà nó phá hết nhà của anh lên như này này. 4 mạng nữa, không biết nhà đây rồi. Đây này, một cơm một cướp đây này, nó phá vứt hết đây này. Láo sật cái thằng này. Em nghĩ là anh chỉ ra một tí thế thôi mà gây ra đây. Sao đâu bảo anh bây giờ đi đâu thế để nó biết em ở bên này nó ảnh ảnh hưởng rất nhiều được chưa? Sao phá cách nhà? Nó sang đây nó không phá hết đang nghi này. Bây giờ nó mà biết em ở bên này ha, nó gọi bố em sang đây lại bắt việc ra ấy. Thôi tối nay để em đi ra ngoài đi, em đi ra ngoài em thuê chỗ với mở. Thuê đâu? Thuê đâu? Giờ chị đi đâu được? Bây giờ bạn đi ra ngoài một mình ấy cũng nguy hiểm hiểu không? Giờ nếu nó sang đây đi đâu được? Giờ nếu nó sang đây nữa bọn em không cho nó vào nhà đâu. Bây giờ bạn cứ ở trong phòng ấy. Có đi sang đây bọn tôi khóa cửa nó không sụp đâu. Mở ra nó vào lục tung phòng như lúc nãy. Em không sao đâu, không cho nó vào đây mà. Mà việc nhéo thì phải sợ, nó có quyền nhéo thì nó bắt tôi về được. Đúng. Chỉ sợ bố chị thôi. Chỉ sợ bố bạn thôi, còn nó chẳng có quyền gì cả. Nó không có quyền gì đâu. Của bạn. Nó là chồng của em đâu, hay là nó cưới em đâu mà em phải sợ. Đúng. Anh chỉ sợ là về nó báo cho bố em biết để bố em sang đây, bố em chửi nhà anh thôi. Chứ còn là nó sang đây đâu, quyền nó có quyền nhéo gì mà nó sang đây nó tìm. Anh còn vừa đạp cho nó cái vào mồm mồm chảy máu mồm luôn mà thấy đầy máu mồm đầy máu ở mồm luôn vừa đạp cho cái nó sợ quá về luôn rồi anh bực quá nó vào nó phá nhà anh xong anh đạp cho cái chảy hết máu mồm luôn mà cho nó chừa cái tội lếu láo dám sang đây lục phá cho nó chừa cái nhà cửa cả dũng nó nói mà nó mà không em của chị này em đấm nó từ lâu rồi đấy cả mình.